về một cái công hàm bài viết của tác giả Đỗ Ngà. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Quốc hội Trung cộng họp bàn và ra bản tuyên bố đưa ra bốn quan điểm về vấn đề Đài Loan và chủ quyền trên biển của Trung cộng. Trong bốn điểm đó, đáng chú ý là điểm thứ nhất vì nó có dính tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nội dung điểm 1 trong bản tuyên bố này có nội dung như sau: Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc hết trích. Vấn đề chiều rộng lãnh hải 12 hải lý là đúng luật, không có gì bàn cãi. Nhưng ở đây họ kèm vào đó là chủ quyền của họ ở Tây Sa, tức là Hoàng Sa và Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Thế nhưng không biết vì lý do gì, 10 ngày sau đó, ông Phạm Văn Đồng đã ký một cái công hàm công nhận bản tuyên bố của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa ngày mùng 4 tháng 9 năm 1958 và giao cho Nguyễn Khang, đại sứ Việt Nam dân chủ Cộng hòa tại Trung Quốc, trình lên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Cơ Bằng Phi. Như vậy là phía Trung Cộng xem công hàm này là sự thừa nhận của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và từ đó đến nay, Trung Cộng xem công hàm này như là sự bảo chứng cho chủ quyền hợp pháp của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì thế ngày 30 tháng 1 năm 1980, khi Việt Nam ra sách trắng về chủ quyền biển đảo, thì Trung Cộng trương công hàm này như một bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của họ trên hai quần đảo này. Tiếp theo là để bao biện cho việc kéo giàn khoan HD981 vào lãnh hải Việt Nam. Ngày 20 tháng 5 năm 2014, Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Lưu Hồng Dương cho đăng công hàm trên báo Jakarta Post để báo cho thế giới biết rằng nó đã bán cho tao rồi nhé. Và cứ mỗi khi phía Trung Cộng trưng cái công hàm này ra thì phía Việt Nam lại im lặng. Thực ra công hàm đó của Phạm Văn Đồng là đã bán nước thật chứ không phải là chối cãi gì nữa. Vấn đề là khi đồng ký bán là ông ta bán vịt trời, tức là bán những thứ không thuộc chủ quyền của phía ông ta. Giờ chỉ có Việt Nam Cộng hòa mới đủ tư cách đòi quyền chủ quyền về lý, chứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì làm sao có đủ tư cách. Nếu nói Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm chủ hợp pháp phần lãnh thổ vốn thuộc Việt Nam Cộng hòa thì tại sao Trung Cộng không làm chủ hợp pháp hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa? Cả hai đều đánh chiếm để cướp của kẻ khác, chứ có ai được bán hay là được cho? hay được nhường một cách hợp pháp nào đâu một khi anh giết người cướp của thì làm sao anh là chủ nhân hợp pháp những gì mà anh đã cướp được từ nạn nhân tất nhiên nếu dựa vào hành động đánh cướp thì trung cộng không đủ lý nhưng nên nhớ trên tay của trung cộng đang giữ công hàm của phạm văn đồng nên họ sẽ vin vào đó mà cho rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của hai quần đảo này đây là yếu điểm chết người và chính nó sẽ được phía trung cộng khai thác nếu việt nam dám kiện nếu trung cộng có cơ sở để trưng bằng chứng chủ quyền của họ trên Hoàng Sa và Trường Sa thì ngược lại. Cộng sản Hà Nội sẽ không có cơ sở để tuyên bố mình đủ tư cách để thay mặt Việt Nam Cộng Hòa đòi lại chủ quyền với hai quần đảo trên. Anh cướp của người ta thì sao anh đủ tư cách hợp pháp được? Cho nên, có thể nói, dù cho chính quyền Cộng sản có thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền hợp pháp, thì họ vẫn không đủ lý để cho rằng họ là chủ hợp pháp của những phần đất vốn thuộc Việt Nam Cộng Hòa trước đây đó là một lẽ mà chính quyền cộng sản việt nam hiện nay không dám kiện trung cộng đấy là chưa nói đến phận chư hầu mà đảng cộng sản việt nam đang tự chấp nhận hiện nay phía cộng sản việt nam cho rằng trung cộng chiếm hai quần đảo là bất hợp pháp nên phần chủ quyền biển mà trung cộng tự vẽ ăn theo phần ăn cướp kia cũng bất hợp pháp đúng thế nhưng thực tế trung cộng phớt lờ lý do đó họ chỉ xoáy vào công hàm bán đảo của phạm văn đồng thì sau đây Văn bản cấp nhà nước chứ đâu phải là trò chơi con nít đâu mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể phủ nhận. Như vậy qua đây chúng ta thấy, ngay cả việc giành lại cái lý cho mình, thì Cộng sản Việt Nam cũng không thể làm được. Nói gì đến việc giành lại chủ quyền bằng biện pháp hòa bình? Người ta nói danh không chính thì ngôn không thuận là rất đúng trong trường hợp này. Đảng Cộng sản thực ra là kẻ ăn cướp phần lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, thì hôm nay họ không thuận ngôn trong vấn đề phản đối sự lộng hành của Trung Cộng ngay trên lãnh hải vốn có của Việt Nam. Trung Quốc sẽ nắm yếu điểm này mà cuột lại, chắc chắn. Để chỉ mặt Trung Cộng một cách hợp pháp thì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã chết nên việc giành lấy cái lý cho mình, Cộng sản Việt Nam không thể. Cho nên cô nói đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại của Vũ Đức Đam là cô nói khốn nạn vô cùng. Cộng sản tiếp tục gạt thế hệ con cháu trong khi mình đã bán hết cho giặc rồi. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Cộng sản Việt Nam trao công hàm lên Liên Hợp Quốc để bày tỏ quan điểm ủng hộ công hàm số CML14 trên 2019, ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Malaysia gửi ủy ban ranh giới thèm lục địa. Và tất nhiên việc ủng hộ công hàm của Malaysia thì cũng đồng nghĩa với việc phản đối công hàm số CML11 trên 2020, ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Phái đoàn Trung Cộng gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lập tức ngày 14 tháng 4, Bắc Kinh mở cuộc họp phản pháo lại công hàm của Việt Nam. Tại cuộc họp, người phát ngôn ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên khẳng định quần đảo Tây Sa tức là Hoàng Sa, quần đảo Nam Sa tức là Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Các chủ trương liên quan của phía Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển là vi pháp và vô hiệu. Vâng, tại sao Trung Cộng cho họp báo không đáp trả phía Malaysia mà đáp trả thẳng thừng phía Việt Nam? Bởi vì đơn giản, phía Trung Cộng đang nắm công hàm của Phạm Văn Đồng trên tay. Chính công hàm này biến mọi hành động cướp bóc của Trung Cộng đều trở thành hợp pháp trước mọi cuộc tranh chấp với Việt Nam. Nói thật trên mặt chữ của công hàm năm 1958 thì ông Đồng đặt bút ký, nhưng chủ trương thì phải là kẻ có quyền cao hơn. Kẻ đó là ai, chắc không cần phải giải thích. Sau vụ tàu Trung Cộng đâm chìm tàu cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4 năm 2020, người dân đã lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tỏ thái độ kiên quyết đối với hành vi thô bạo của Trung Cộng. Thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cho công bố một công hàm mà Việt Nam đã gửi Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 năm 2020. Qua công hàm này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu Việt Nam có dám kiện Trung Cộng hay không? Mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết liệu Việt Nam có dám kiện Trung Cộng hay không? Vụ việc tàu hải cảnh của Trung Cộng đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ ở Quảng Ngãi và khống chế ba tàu cá khác của Việt Nam vào ngày 2 tháng 4 năm 2020 tại quần đảo Hoàng Sa, rồi sau đó hô hoán rằng chính tàu gỗ của Việt Nam đã đâm vào tàu sắt to lớn của Trung Cộng, làm cho người dân Việt Nam hết sức phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng về hành vi thô bạo này của Trung Cộng. Để chấn an sự phẫn nộ của người dân, ngày 7 tháng 4 năm 2020, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho công bố một văn bản bằng tiếng Việt mang số 22HC2020 do Phái đoàn Thường trực của Việt Nam gửi cho Tổng Thư ký Antonio Guterres của Liên Hợp Quốc. Vì có đóng dấu nhưng không có chữ ký của người gửi. Cũng không thấy bản chính bằng Anh ngữ nên chúng tôi hoài nghi về tính chính xác của văn bản này. Cứ xem đây là văn bản thật đi thì nội dung chính là nhắc đến hai công hàm của Trung Cộng gửi Liên Hợp Quốc số CML 14 trên 2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 và số CML 11 trên 2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020 để phản đối tài liệu của Philippines và phản đối bản đệ trình của Malaysia gửi cho Ủy ban về danh giới, giới thềm lục địa ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trong ấy, Việt Nam đã nhắc lại lập trường về chủ quyền ở Biển Đông với những lời lẽ cứng rắn hơn những lần lên tiếng trước. Chúng tôi xin đọc lại nguyên văn như sau. Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các công hàm trên những yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Công ước 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 21 của Công ước các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải đối tượng thủ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Việt Nam phản đối các yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước trong đó có yêu sách quyền lịch sử các yêu sách này đều không có giá trị pháp lý lập trường nhất quán của việt nam về các vấn đề nêu trên đã được khẳng định trong nhiều văn bản lưu hành tại liên hợp quốc và các địa trình tuyên bố gửi các cơ quan quốc tế liên quan phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đề nghị tổng thư ký liên hợp quốc lưu hành công hàm này đến tất cả các quốc gia thành viên công ước cũng như tất cả các thành viên của liên hợp quốc với nội dung công hàm như trên, nhà nước Cộng sản Việt Nam biết rất rõ người dân cả nước mong đợi ở những bước tiếp theo. Một số người lạc quan tin rằng đây là dấu chỉ tích cực cho thấy Việt Nam đang chuẩn bị từng bước để sử dụng đến công cụ pháp lý là kiện trung cộng như Philippines đã làm trước đây. Nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang giữ vai trò chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng hy vọng này khá mong manh, bởi lẽ hiện nay dịch bệnh corona Vũ Hán đang hoành hành làm cản trở hầu hết các cuộc hội họp đã được sự trù, trong khi tất cả các quốc gia đang phải dồn nỗ lực vào việc chống dịch bệnh và cứu vãn nền kinh tế suy sụp do dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Trung Cộng đang lợi dụng dịch bệnh để gia tăng sức mạnh quân sự ở Biển Đông như đã thấy trong mấy tháng qua. Chưa hết, các nước trong khối ASEAN đang bị Trung Cộng vừa gây chia rẽ nội bộ, vừa bị lừa và bẫy nợ, nên sẽ phải tuân thủ ý muốn của Trung Cộng. Vì vậy, việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử sẽ bế tắc và nếu có thì chỉ mang lợi cho Trung Cộng mà thôi. Đối với Việt Nam, chúng tôi tin rằng việc nhà nước công bố văn bản trên chỉ là một xảo thuật nhằm tạo ra một ảo tưởng lạc quan để người dân sao lãng thực tế rất xấu đang diễn ra. Thứ nhất vì nguy cơ dịch bệnh Vũ Hán đang bùng phát với những thông tin mù mờ rất khó hiểu. Thứ hai là nền kinh tế đang trên bờ vực thẳm với những khối nợ không thể trả được. Và nhiều yếu tố xấu khác hợp lại, đặc biệt là sự bùa vây mọi mặt do Trung Cộng đã giản dựng từ nhiều năm qua với sự tự ý hay ép buộc phải hợp tác của Đảng Cộng sản Việt Nam để được Trung Cộng bảo đảm ngôi vị độc tôn lãnh đạo đất nước, nên Việt Nam sẽ khó có đường thoát khỏi sợi dây thòng lọng do Cộng sản tàu khoác cho. Trong lúc này, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị đại hội 13 với những cuộc mặc cả rất quyết liệt giữa các phe nhóm để chia chắc quyền lợi, nên vấn đề chủ quyền Biển Đông của Việt Nam sẽ không có gì đáng lạc quan, chừng nào chưa có sự thay đổi thể chế chính trị ở đất nước này.